phong cảnh vũ trụ. Vùng nóng. Cách trái đất 150 triệu km, mặt trời là ngôi sao mà chúng ta cần. Năng lượng của nó khuấy tung bầu khí quyển của chúng ta, giữ cho các đại dương luôn ở dạng lỏng và khiến sự sống tồn tại được. Nhưng hãy hình dung nếu mặt trời lớn hơn 3 lần trên bầu trời và làm khô héo mọi bề mặt lộ ra trước nó với năng lượng lớn gấp 10 lần. Khi đó trái đất sẽ là một thế giới rất khác, một thế giới bị thống trị bởi nhiệt độ và ánh sáng. Một thế giới giống như sao Thủy. Với bề mặt bị đốt nóng và đầy vết va đập, sao Thủy giống như vành đai trắng giữa các hành tinh. Nhưng vành đai trắng này là nơi các nhà khoa học cần khám phá. Ivan Semenyuk, nhà báo khoa học cho biết, là hành tinh gần mặt trời nhất, sao Thủy tồn tại trong một khu vực nóng của vũ trụ, nắm giữ những đầu mối quan trọng về nguồn gốc của hệ mặt trời. Và nó có thể là chìa khóa để giúp chúng ta hiểu được tình trạng của vô vàn thế giới xa lạ nằm rải rác khắp thiên hà. Trong nhiều thế kỷ, sao Thủy từ chối những nỗ lực mạnh mẽ nhất của các nhà thiên văn nhằm tìm hiểu bí mật của nó. Lý do chính là vì hình học. Nhìn từ trái đất, góc giữa sao Thủy và mặt trời chưa bao giờ lớn hơn khoảng 30 độ. Cách duy nhất để tách hành tinh này khỏi ánh sáng áp đảo của mặt trời là nhìn thật thấp về phía đường chân trời ngay sau khi mặt trời lặn hoặc trước khi mặt trời mọc. Với những điều kiện này, thậm chí kính thiên văn quang học lớn nhất thế giới cũng không thể cho thấy bất cứ chi tiết nào của bề mặt sao Thủy cho tới tận buổi bình minh của một kỷ nguyên vũ trụ. Tất cả đã thay đổi với tàu Mariner 10. Được phóng vào năm 1973, con tàu vũ trụ dũng cảm này được thiết kế để bay qua sao Kim. Nhưng các nhà khoa học nhận ra rằng họ có thể nhìn thấy được hai hành tinh chỉ bằng một con tàu bằng cách tính cả sao Thủy như mục tiêu thứ hai. Trong năm 1994 và 1995, tàu Mariner 10 đã thực hiện 3 chuyến bay riêng biệt qua sao Thủy, cách bề mặt hành tinh 327 km trong lần bay thứ 3 và cũng là lần cuối cùng. Trong những lần chạm trán lịch sử này, nhiều thế kỷ nghiên cứu được thay thế bằng một bức ảnh mới hoang vắng về thế giới trong cùng của hệ mặt trời. Thứ mà tàu Mariner 10 tìm thấy trên sao Thủy là một bề mặt với nhiều miệng hố và khi thoạt nhìn, nó rất giống với bề mặt của mặt trăng. Đa phần các hố này có niên đại hàng tỷ năm. Vì sao Thủy quá nhỏ và quá nóng để giữ được bầu khí quyển dày đặc, nên bề mặt của nó không bị xói mòn do nước hoặc gió. Tuy nhiên, ẩn giấu trong bề mặt cổ đại này là những dấu hiệu trêu người cho thấy sao Thủy đã biến đổi qua nhiều niên kỷ. Và dù bề ngoài như vậy, nhưng bên trong sao Thủy rất khác với mặt trăng của chúng ta. Một đầu mối là khối lượng của hành tinh này lớn đến mức đáng ngạc nhiên. Tàu Mariner 10 phát hiện sao Thủy nặng gần 5 lần so với mặt trăng, dù đường kính của nó chỉ lớn hơn 40%.
Nặng như vậy nên sao Thủy phải che giấu lõi kim loại lớn bằng một lớp vỏ đá khá mỏng và nhẹ hơn. Ý tưởng này được củng cố thêm bởi phát hiện của tàu Mariner 10 rằng sao Thủy có từ trường. Mặc dù từ trường sao Thủy yếu hơn nhiều so với trái đất, nhưng sự hiện diện của nó cho thấy ít nhất một phần của lõi sao Thủy vẫn ở trong tình trạng bị nấu chảy. Tàu Mariner 10 cố gắng thu thập thêm nhiều đầu mối từ cuộc khảo sát sao Thủy, nhưng trong 3 lần đi qua ngắn ngủi, nó chỉ chụp được chưa tới nửa bề mặt của hành tinh. Và thứ mà nó tìm thấy để lại rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Rõ ràng ta cần một sứ mệnh nữa tới sao Thủy, một con tàu được chuẩn bị để ở lại lâu hơn rất nhiều. Nhưng dù sao Thủy vẫy gọi, ước mơ trở lại với một sứ mệnh nhiều tham vọng hơn mất tới hơn 30 năm. Cuối cùng vào ngày 3 tháng 8 năm 2004, tàu sứ giả của NASA trở thành tàu thăm dò vũ trụ đầu tiên quay quanh sao Thủy và tiết lộ chi tiết những đặc điểm và tính chất của nó. Nhưng tới được đó mới chỉ là một nửa của thử thách. Sao Thủy ở gần trái đất hơn hầu hết các hành tinh khác trong hệ mặt trời của chúng ta. Nhưng nó cũng đồng thời nằm sâu trong trường hấp dẫn của mặt trời, khiến nó di chuyển trong không gian với một tốc độ vô cùng khác, nhanh hơn so với trái đất khoảng 65.000 km/h. Để quay quanh sao Thủy, chứ không phải chỉ bay qua, trước hết tàu sứ giả phải di chuyển cùng tốc độ với hành tinh này. Thật nghịch lý vì điều này có nghĩa là con tàu phải mất năng lượng để dần dần di chuyển theo đường xoắn ốc tới gần mặt trời hơn. Hành trình này sẽ mất hơn 6 năm rưỡi. Trong hành trình này, tàu sứ giả đi qua gần sao Thủy trong 3 lần riêng rẽ, đem lại cho các nhà khoa học một cơ hội để thử nghiệm máy quay và máy cảm biến của nó. Kết quả rất ngoạn mục, nhờ những cái nhìn thoáng qua chỉ càng khiến các nhà khoa học mong mỏi có thêm dữ liệu. Cuối cùng vào tháng 3 năm 2011, tàu sứ giả tiếp cận sao Thủy lần thứ tư và là lần cuối cùng. Lần này, nó di chuyển với tốc độ phù hợp để bị hút bởi lực hấp dẫn của hành tinh. Cuộc thám hiểm hành tinh trong cùng của hệ mặt trời được chờ đợi từ lâu đã bắt đầu. Nhờ có tàu sứ giả, cuối cùng sao Thủy cũng được đưa ra ánh sáng. Lẩn tránh và di chuyển nhanh trên bầu trời mờ ảo, sao Thủy được các nhà thiên văn cổ xưa đặt theo tên sứ giả của Chúa. Nhưng phải đến tận năm 2011, tàu sứ giả của NASA mới vào được vị trí để tiết lộ một trong những thế giới ít được khám phá nhất của hệ mặt trời. Tàu sứ giả được trang bị rất tốt cho nhiệm vụ. Ánh mặt trời ở sao Thủy mạnh đến mức nó có thể dễ dàng nung nóng một tàu vũ trụ không được bảo vệ. Do đó, tàu sứ giả được phủ một lớp cách nhiệt và lắp máy tản nhiệt trong hệ thống được thiết kế để tản nhiệt khỏi các thiết bị điện tử nhạy cảm. 2/3 bề mặt của các tấm pin mặt trời được phản chiếu để làm chệch hướng, thay vì hấp thụ năng lượng mặt trời và giúp điều khiển nhiệt độ. Cuối cùng, bộ phận chính của tàu vũ trụ được che ánh nắng trực tiếp nhờ một mái che lớn làm bằng vải ceramic trên khung titan nhẹ. Trong khi mặt ngoài của tấm chắn có thể lên tới 370 độ C, đủ nóng để làm chì tan chảy, thì phía sau tấm chắn quan trọng này, tàu vũ trụ hoạt động ở nhiệt độ phòng. Các nhà khoa học hy vọng những biện pháp này là đủ để tàu sứ giả có thể tồn tại ít nhất một năm trong môi trường không thù địch quanh sao Thủy. Nhưng khi tàu sứ giả bắt đầu tiết lộ địa chất phức tạp của hành tinh, họ nhanh chóng hy vọng thu được nhiều hơn. Với một máy quay góc rộng và một máy quay góc hẹp, tàu sứ giả có thể vẽ bản đồ toàn bộ bề mặt sao Thủy với những đặc điểm có bề rộng 1 km và phóng to những khu vực đặc biệt để quan sát các chi tiết nhỏ với đường kính chỉ 20 mét.
Hệ thống máy quay cũng được sử dụng để khám phá những khác biệt nhỏ về màu sắc trên khu vực địa hình bằng phẳng màu xám của sao Thủy, nơi quá mờ ảo để mắt người nhìn được. Đây có thể là một công cụ hữu dụng để tái dựng lại lịch sử đa tầng của bề mặt, theo như tiết lộ của các miệng núi lửa trên sao Thủy, và có rất nhiều miệng hố để quan sát. Ivan Semenyuk, nhà báo khoa học cho biết, trên mặt trăng có một truyền thống lâu đời rằng những miệng hố được đặt theo tên của các nhà khoa học và triết học. Trên sao Thủy, chúng lại được đặt theo tên của các nghệ sĩ, nhà soạn nhạc và tác giả nổi tiếng. Dù các miệng hố trên sao Thủy đều có điểm chung về nghệ thuật, nhưng tàu sứ giả sớm phát hiện ra sự khác biệt lớn giữa chúng. Ở đây, tàu sứ giả phóng to hai miệng núi lửa nằm cạnh nhau, Degas và Bronte. Đối với mắt người, thì chúng có vẻ giống nhau về màu sắc, nhưng tàu sứ giả cho thấy Degas có màu xanh nhạt so với màu nâu nhạt của Bronte. Sự khác biệt cho thấy bề mặt của sao Thủy chứa các lớp đá với thành phần khác nhau. Trong trường hợp này, vụ va chạm đã xuyên qua một lớp đá xanh hơn nằm bên dưới lớp màu nâu. Ở nơi khác, những khác biệt về màu sắc phức tạp hơn cho thấy một lịch sử địa chất phong phú và đa dạng mà các nhà khoa học không thể thấy trước khi tàu sứ giả tới. Đôi khi tác động từ cuộc tấn công của một tiểu hành tinh hoặc sao chổi rất rõ vì nó phân tán vật chất trong những tia sáng trên nền một lớp đặc điểm cũ hơn. Nhưng không phải mọi đặc điểm trên bề mặt sao Thủy đều được hình thành do các vụ va chạm nói trên. Trong hình ảnh thú vị này, một vệt màu đỏ nổi bật trên nền phong cảnh tối hơn. Nhìn gần với ảnh đen và trắng, vật thể ở giữa của vệt màu trông giống như một đỉnh cao bên trong miệng núi lửa. Nhưng đó không phải là miệng núi lửa bình thường. Nó giống như một vụ phun trào núi lửa, phun ra chất màu vàng cam từ sâu bên trong hành tinh. Tàu sứ giả xác nhận sao Thủy bị bao phủ bởi những đặc điểm giống như thế này và chúng chỉ có thể là kết quả từ hoạt động của núi lửa. Tại đây, miệng núi lửa tên là Kofner trông như một nửa bị chìm vào đất. Có thể nó đã bị ngập trong dung nham lên tới miệng, với một nửa ở dưới là đá bị nung chảy. Ở nơi khác, miệng núi lửa lớn Ramanyov có hai miệng riêng biệt, vòng ngoài có bề rộng tới hơn 30 km. Khác biệt về màu sắc cho thấy dung nham từng nhấn chìm phần trung tâm miệng núi lửa rất lâu sau khi nó hình thành và sau đó tràn vào khu vực giữa vòng trong và vòng ngoài. Trong những trường hợp khác, ta khó giải thích về màu sắc trên bề mặt sao Thủy hơn nhiều. Ví dụ, một số đáy miệng núi lửa có những vết lõm màu sáng nổi bật trên nền đá sẫm màu hơn và hoàn toàn khác với bất cứ thứ gì thấy trên mặt trăng. Bản chất thật sự của những mảng màu sáng này vẫn là điều bí ẩn. Nhưng các nhà khoa học ngờ rằng chúng có thể là kết quả của một số khoáng chất biến đổi thành khí dưới ánh sáng gay gắt của mặt trời. Một khu vực mà màu sắc của sao Thủy được bộc lộ rõ rệt là lưu vực Caloris. Với đường kính 1.500 km, cho đến nay, nó là đặc điểm va chạm lớn nhất trên hành tinh này. Caloris hình thành trong một tỷ năm đầu tiên trong lịch sử của hệ mặt trời, khi một tiểu hành tinh rất lớn va vào sao Thủy. Qua thời gian, những miệng núi lửa nhỏ hơn xuất hiện tại lưu vực này. Sau đó, dung nham bao phủ khu vực bằng phẳng rộng lớn ở trung tâm, khiến những miệng núi lửa nhỏ hơn nổi lên giống như những hòn đảo màu xanh. Đối nghịch với nó, rìa của lưu vực khổng lồ được đánh dấu bằng những chấm màu cam, nơi dung nham nóng tìm được đường đi lên bề mặt thông qua thềm đá vỡ vụn. Trong khi đó, tại trung tâm của lưu vực Caloris, tàu sứ giả đã khám phá ra một mạng lưới vùng lõm kỳ lạ, trải rộng như mạng nhện dọc theo nền lưu vực. Đây là chỉ dấu cho thấy bề mặt của lưu vực có thể bị kéo hoặc ép trong quá khứ. Với lõi kim loại quá khổ, từng là một hành tinh có hoạt động địa chất mạnh và nó vẫn tồn tại rất lâu từ sau khi hình thành.
Ngày nay, được hỗ trợ bằng kho hình ảnh và dữ liệu của tàu sứ giả, các nhà khoa học bắt đầu tập hợp manh mối để hiểu sâu hơn về những gì nằm bên dưới bề mặt rỗ của sao Thủy. Cách trái đất hàng trăm năm ánh sáng, một thế giới mới được khám phá, phơi mình trước ánh sáng dữ dội của một mặt trời xa lạ. Đây là một trong hàng chục hành tinh được tàu Kepler của NASA phát hiện ra. Nó được thiết kế để tìm kiếm những thế giới giống như trái đất, nhỏ bé, nhiều đá và cách các vì sao một khoảng phù hợp để nước tồn tại ở dạng lỏng. Nhưng trong quá trình tìm kiếm, Kepler cũng phát hiện ra nhiều hành tinh giống sao Thủy hơn, quay gần các vì sao của chúng nhiều hơn. Sau một thời gian dài không được các nhà thám hiểm hành tinh chú ý, giờ đây, sao Thủy đã trở thành điểm tham khảo tốt nhất để hiểu vô vàn thế giới nóng bỏng khác nằm trong dải ngân hà trong hàng tỷ năm. Với cái được các nhà khoa học quan tâm đặc biệt chính là những đặc điểm trên sao Thủy mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trong hệ mặt trời. Những đặc điểm như các vách đá cao vút uốn lượn hàng trăm km dọc theo địa hình đầy vết va đập của sao Thủy. Tại đây, một vách đá như vậy xẻ miệng núi lửa cổ xưa Ramo làm đôi, khiến một phần của miệng núi lửa cao hơn 2 km so với bên kia. Sau khi chụp được toàn bộ bề mặt của sao Thủy, tàu vũ trụ sứ giả của NASA xác nhận những vách đá như thế này trải rộng khắp hành tinh. Ngày nay, người ta tin rằng chúng được hình thành khi lõi kim loại khổng lồ của sao Thủy bị nguội và từ từ co lại, khiến hành tinh còn lại một lớp vỏ ngoài quá lớn. Vì phần bên trong trở nên nhỏ hơn, nên bề mặt hành tinh oằn lại, tạo thành những vách đá giống như những nếp nhăn khổng lồ trên lớp vải thun rộng lớn bao bọc cả hành tinh. Các vách đá là một ví dụ cho thấy bề ngoài của sao Thủy hình thành thế nào bởi nội lực. Và khi các nhà khoa học kết hợp dữ liệu của tàu sứ giả với các số đo bằng radar dưới mặt đất, thì bản chất thật sự của phần lõi hoạt động mạnh bên trong sao Thủy trở nên nổi bật. Một khám phá quan trọng cho thấy lõi kim loại của sao Thủy thậm chí còn lớn hơn so với dự đoán. Nó chiếm tới 85% đường kính của hành tinh. Nhưng dù phần trong của lõi được làm từ sắt cứng giống như lõi của trái đất, ít nhất phần bên ngoài của lõi phải là chất lỏng. Chính chuyển động bên trong chất lỏng chứa điện này chịu trách nhiệm tạo ra từ trường của sao Thủy. Tuy nhiên, bức ảnh này khiến các nhà khoa học rơi vào tình huống khó xử. Nếu lõi của sao Thủy chỉ được tạo ra từ sắt, thì đáng ra lúc này nó phải hoàn toàn hóa cứng, vì nhiệt độ thoát ra rất nhanh từ một hành tinh nhỏ như thế này, kể cả với một hành tinh nóng như sao Thủy. Điều này khiến các nhà nghiên cứu cho rằng những yếu tố nhẹ hơn như silicon và lưu huỳnh tồn tại trong lõi của sao Thủy với một lượng lớn. Chúng hạ thấp điệp tan chảy của lõi và khiến phần ngoài trở thành dạng lỏng. Bao quanh lõi lỏng của sao Thủy có thể là một lớp vỏ phụ bằng sắt sunfat rắn, thứ ta chưa thấy ở bất cứ hành tinh nào khác. Dù giải thích này phù hợp với tất cả dữ liệu, nhưng nó để lại một bí ẩn lớn hơn. Để giải thích tại sao lõi của sao Thủy lớn tới như vậy, các nhà khoa học cho rằng sao Thủy từng giống với trái đất hoặc sao Kim hơn, với lớp vỏ đá manti lớn bao quanh lõi. Sau đó, vụ va chạm cực lớn với một vật thể khác khiến phần lớn lớp vỏ manti bị nổ tung, để lại phần lõi còn nguyên vẹn. Một giả thuyết khác cho rằng, vào thời kỳ sơ khai của hệ mặt trời trải qua một giai đoạn nóng hơn nhiều và đun sôi một phần lớp vỏ manti của sao Thủy bằng nhiệt độ vô cùng lớn. Nhưng những phát hiện mới nhất phản bác cả hai giả thuyết này. Thay vào đó, dường như sao Thủy được hình thành nhờ nhiều nguyên tố nhẹ hơn như lưu huỳnh, nguyên tố từng được cho là không có nhiều khi ở gần mặt trời như vậy.
Dù giải thích như thế nào, thì rõ ràng là có điều gì đó chúng ta chưa hiểu rõ về lịch sử sao Thủy và sự hình thành của hệ mặt trời trong một tổng thể. Đó không phải là cách duy nhất khiến sao Thủy bất chấp mọi kỳ vọng. Vì tại đây, trong một thế giới hoàn toàn bị thiêu đốt bởi nhiệt độ của mặt trời, tàu sứ giả cũng phát hiện ra băng. Thật khó để hình dung ra điều này, nhưng các nhà khoa học tìm được dấu hiệu cho thấy từng có băng trên sao Thủy. Vì các quan sát bằng radar cho thấy có một chất có khác nhau khi phản chiếu cao ở đâu đó gần cực Bắc và cực Nam của hành tinh. Các cực của sao Thủy là nơi chúng ta tìm được những miệng núi lửa sâu có đáy vĩnh viễn nằm trong bóng tối khi sao Thủy quay quanh trục. Được che chắn khỏi ánh nắng trực tiếp của mặt trời, miệng hố giống như cái bẫy. Lạnh giá giữ hơi nước được đưa tới sao Thủy qua các vụ va chạm của sao Chổi với bề mặt hành tinh. Mặc dù máy quay của tàu sứ giả không thể nhìn vào bên trong những miệng hố có đáy tối đen, nhưng tàu sứ giả phát hiện ra sự tồn tại của băng bằng một thiết bị gọi là quang phổ kế neutron. Nó đo được băng hấp thụ bao nhiêu năng lượng từ các tia từ vũ trụ chiếu tới. Dữ liệu cho thấy có thể có tới 1.000 tỷ tấn băng trên sao Thủy ở độ sâu vài mét. Nếu đúng thế, thì băng đã tạo ra một mục tiêu khó nhằn với những chuyến khám phá bề mặt hành tinh trong tương lai. Ivan Semenyuk, nhà báo khoa học cho biết, hết lần này tới lần khác, sao Thủy tỏ ra là một nơi chứa đầy bất ngờ, không chỉ là một phiên bản mặt trăng nóng hơn, mà còn là một thế giới hấp dẫn theo cách riêng của nó, với lịch sử có vai trò quan trọng trong việc giúp ta hiểu về các hành tinh đá ở mọi nơi. Đó là lý do vì sao cơ quan vũ trụ của châu Âu và Nhật Bản cùng phối hợp để đưa một sứ mệnh tiếp theo đến chỗ tàu sứ giả. Theo dự kiến, nó sẽ đến vào đầu thập kỷ tới. Sao Thủy từng là hành tinh ít được biết tới nhất. Ngày nay, nó trở thành một trong những nơi thú vị nhất và đại diện cho một loạt những thế giới mới được phát hiện. Tất cả chúng cùng tạo nên vùng nóng của vũ trụ.